Chào mừng các em đến với kênh Vật lý Trung học phổ thông. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chủ đề năng lượng ánh sáng, tia sáng, bóng tối, nhiệt thực, nguyệt thực ở sách khoa học tự nhiên lớp 7. Thầy trò chúng ta bắt đầu nhé. Một lá mã là chúng ta đi tìm hiểu về năng lượng ánh sáng để biết ánh sáng có năng lượng hay không. Thì chúng ta hãy quan sát hình sao. Thì người ta lắp tấm pin mặt trời lên nóc nhà dưới tác dụng của ánh sáng thì làm cho những tấm pin phát ra điện. Rồi những cái vệ tinh nhân tạo để phát ra điện, người ta cũng lắp tấm pin mặt trời. Rồi cái máy tính của chúng ta cũng lắp tấm pin mặt trời. Hoặc là cái máy nước trên nóc nhà thì người ta cũng có lắp tấm pin mặt trời. Như vậy là chúng ta thấy là ánh sáng có năng lượng không các em? Ánh sáng khả năng là phát ra điện nè. Rồi có thể là chúng ta phơi đồ, có thể làm khô ráo đồ của chúng ta. Như vậy rồi rõ ràng là ánh sáng là có mang năng năng lượng nhé. Vậy là chúng ta có thể kết luận là ánh sáng có mang năng lượng nha các em. Sang hai la mã là chúng ta nhìn thấy một vật. Chúng ta xem là chúng ta sẽ nhìn thấy một vật khi nào. Khi nào thì chúng ta thấy được vật. Thì các em hãy quan sát thí nghiệm như sau. Rồi thầy mô tả hướng thí nghiệm cho chúng ta nắm. Ở đây thầy có một cái thùng kính. Ở đây có một cái ống để thầy nhờ vào trong lắp một cái bóng đèn và dán một tờ giấy trắng vào. Thì trường hợp thứ nhất là thầy sẽ mở đèn, thầy sẽ quan sát thì thầy có thấy được tờ giấy trắng hay không. Trường hợp thứ hai là thầy sẽ tắt đèn, thầy cũng quan sát và thầy có nhìn thấy tờ giấy hay không. Rồi và thầy cũng đã làm thí nghiệm và cũng cho các em biết luôn là cái trường hợp A là đèn sáng thầy mới thấy, còn trường hợp B là thầy không thấy. Như vậy là đều quan sát giống nhau, nhưng mà cái trường hợp A là thầy mở đèn. Như vậy là cái lý do tại sao trường hợp A là thầy mở đèn thầy mới thấy được. Thì ánh sáng từ bóng đèn phát ra chiếu vào tờ giấy là hắt ngược lại mắt chúng ta thì chúng ta thấy. Còn cái trường hợp thứ hai thầy cũng quan sát tờ giấy nhưng mà không có ánh sáng từ tờ giấy truyền vào mắt ta. Như vậy là chúng ta sẽ kết luận xem là chúng ta sẽ thấy được một vật khi nào. Chúng ta dễ thấy mảnh giấy trắng khi đèn sáng vì ánh sáng từ đèn hắt qua tờ giấy truyền tới mắt ta. Tức là ánh sáng từ đèn chiếu đến tờ giấy hắt truyền tới mắt ta. Như vậy là chúng ta sẽ mở rộng cho nhiều vật là kết luận. Từ đây chúng ta sẽ nêu kết luận rồi ta nhìn thấy mọi vật khi có chấm chấm từ vật đó truyền vào mắt ta. Là ta phải điện từ là gì các em? Từ ánh sáng ha. Chỉ là chúng ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Và nếu mà chúng ta lấy cái tay ta chắn ngay chỗ mắt lại, tức là ta chắn đường truyền ánh sáng từ vật vào mắt ta thì ta cũng không thấy vật. Như vậy là chúng ta lưu ý là ánh sáng từ vật phải truyền vào mắt mới được nha. Nếu như có ánh sáng mà ánh sáng của vật không có truyền vào mắt thì ta vẫn là không thấy vật. Ba la mã là chúng ta đi tìm hiểu về nguồn sáng và vật sáng. Nguồn sáng là những vật như thế nào, vật sáng là những vật như thế nào. Đây các em hãy quan sát. Thì theo các em là hãy cho thầy biết coi là trong hai trường hợp tờ giấy và cái bóng đèn, cái vật nào là sẽ là nguồn sáng, vật nào là cái vật sáng. Vật nào là tự phát ra ánh sáng, vật nào là hắt lại. Rồi chúng ta và thầy cũng thông báo cho chúng ta biết ha. Dây tóc bóng đèn tự phát ra ánh sáng. Rồi, còn mảnh giấy trắng thì chỉ là hắt lại ánh sáng do đèn chiếu tới thôi. Và dây tóc bóng đèn nó tự phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy qua thì ta gọi nó là nguồn sáng. Còn cái mảnh giấy trắng là hắt lại ánh sáng từ đèn chiếu tới thì chúng ta gọi mảnh giấy trắng đó là vật sáng. Vậy là nguồn sáng là vật tự phát sáng, còn vật sáng là vật chỉ là hắt lại ánh sáng thôi, không tự phát sáng được. Rồi, từ đây chúng ta đi đến kết luận nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng, ví dụ mặt trời, mặt trăng, bóng đèn. Còn vật sáng gồm những cái nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng thì chỉ vào nó.
Vật sáng thì gồm có nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng nha các em. Gồm có bóng đèn, tờ giấy, đồ vật ta nhìn thấy. Vậy là vật sáng là gồm có nguồn sáng ở trong luôn nha. Và có thể em chưa biết nè, là ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì có ánh sáng từ màu đỏ từ bông hoa truyền đến mắt. Có nhiều loại ánh sáng là đỏ, vàng, lục, lam, tím, vân vân rất nhiều. Như vậy là chúng ta thấy được cái màu nào thì do có ánh sáng từ màu đó truyền đến mắt. Còn cái vật đen là vật không tự phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng khi chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhận ra vật đen vì đặc cảnh xung quanh những vật khác. Như vậy là chúng ta lưu ý là cái vật đen là cái vật chúng ta không nhìn thấy nha. Chúng ta thấy được là nhờ chúng ta thấy những vật xung quanh. Rồi tôi sang bốn la mã là đường truyền ánh sáng. Thì theo các em là ánh sáng là truyền theo đường gì? Đường cong hay là đường thẳng? Thì ở đây thầy có làm một thí nghiệm là hai bạn cùng quan sát một cái bóng đèn pin, một bạn dùng ống cong, một bạn dùng ống thẳng. Thì theo các em là bạn nào sẽ thấy được bóng đèn? Chúng ta dễ dàng biết được là bạn dùng ống thẳng ha. Như vậy từ đây thầy sẽ kết luận được là ánh sáng chúng ta truyền theo đường cong hay đường thẳng các em? Ta dễ dàng đường thẳng ha, ánh sáng là truyền theo đường thẳng. Và chúng ta lưu ý là ánh sáng phải là trong môi trường đồng tính, là không khí không ha. Thì nó mới truyền theo thẳng ha. Đồng tính và đẳng hướng thì nó mới truyền theo đường thẳng. Cùng một môi trường. Nước là trong môi trường nước, còn không khí là môi trường không khí thì chúng ta gọi nó là đồng tính ha. Rồi, năm la mã tia sáng và chùm sáng. Rồi các em hãy quan sát nha, cái đèn pin đang chiếu sáng, thầy sẽ lấy một cái tờ giấy đen là bịt kính lại chỉ phép một cái lỗ nhỏ thôi, thì lúc này thầy sẽ nhận được một cái tia sáng. Đây. Như vậy là tia sáng là gì? Cái đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng thì chúng ta gọi là tia sáng, đường truyền ánh sáng. Có mũi tên thì người ta gọi là tia sáng. Và tiếp theo là chùm sáng. Chùm sáng là nó gồm là nhiều tia sáng hay là vô số tia sáng nha. Chùm sáng thì chúng ta có nhiều loại chùm sáng. Thứ nhất là chùm sáng song song là hình A là các em, là những cái tia sáng là nó không giao nhau, nó song song nha. Còn hình B là chúng ta có chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng là trên đường truyền nó giao nhau. Còn cái chùm sáng phân kỳ là cái chùm sáng nó le rộng ra trên đường truyền. Rồi, ta sang cái sáu la mã là bóng tối và bóng nửa tối. Bóng tối là gì? Các em hãy quan sát thí nghiệm. Thầy lấy cái đèn pin, thầy chiếu vào một cái màn trắng và trên đường truyền thầy dùng một cái miếng bìa thầy trắng, thì ở trên màn thầy xuất hiện một cái vùng tối nè. Cái vùng này thầy gọi nó là bóng tối. Như vậy bóng tối là gì các em? Rồi. Còn cái vùng mà không có bị trắng thì là vùng sáng. Vậy từ đây thầy kết luận nè, vùng phía xa vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn truyền tới thì ta gọi là bóng tối. Vậy nha. Rồi thứ hai là chúng ta tìm hiểu về bóng nửa tối. Nhưng mà nếu như thầy không dùng đèn pin mà thầy dùng đèn dây tóc thì các em xem, ngoài cái bóng tối á, thì sẽ có một cái vùng nhận được một ít ánh sáng nè. Cái vùng này gọi là bóng nửa tối hay là vùng nhận được một ít ánh sáng ha. Và đây chúng ta thấy đây thực thì chúng ta có một cái vùng tối và bóng nửa tối ha, đây là một vùng là nhận được một ít ánh sáng nha các. Rồi như vậy là tôi có là trên màn trắng có ba vùng sáng tối khác nhau. Vùng sáng nhận được ánh sáng từ toàn bộ đèn truyền tới. Còn vùng tối là vùng không có ánh sáng từ đèn truyền tới. Còn bóng nửa tối hay là vùng nhận được ít ánh sáng á, là từ một phần của đèn truyền tới, tức là nhận được một ít ánh sáng từ đèn truyền tới.
Vùng phía sau vật cản nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng chuyển tới thì gọi là bóng nửa tối. Rồi tiếp theo là chúng ta từ đây chúng ta giải thích cho thầy bảy la mã là nhật thực và nguyệt thực. Nhật thực, nhật là ban ngày các em, chỉ cái ban ngày. Rồi các em quan sát nè. Ban ngày chúng ta đứng ở ở vùng có ánh sáng nè. Phần nữa phần bên đây là chúng ta đang ánh sáng. Và chúng ta biết là mặt trăng nó chuyển động quanh trái đất, nhưng mà vào một cái ngày nào đó vào ban ngày nè thì mặt trăng sẽ nằm trên đường thẳng nối giữa mặt trời trái đất và chắn đường truyền ánh sáng từ mặt trời xuống trái đất, thì dẫn đến ban ngày nè chúng ta sẽ bị tối lại. Thì như vậy là nhật thực xảy ra vào ban ngày, khi đó mặt trời, mặt trăng, trái đất cùng nằm trên một đường thẳng, mặt trăng thì nằm giữa nha, ban ngày, nhật thực là ban ngày nha các em. Rồi mặt trăng trắng nè, và chúng ta sẽ có những ai mà đứng ngay cái đốm đen này nè, thì chúng ta có là nhật thực toàn phần. Còn những quốc gia nào mà nằm ở ở một trên cái hơi hơi tối này nè thì là nhật thực một phần. Rồi vậy là chúng ta thấy là nhật thực một phần là đứng ngay chỗ bóng nửa tối á, còn toàn phần là đứng ngay bóng tối luôn ha. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta xem nguyệt thực là vào ban đêm ha, ban đêm. Chúng ta thấy là ban đêm nè là bên đốm đen nè, thì bình thường buổi tối là chúng ta sẽ thấy được mặt trăng nè, nhưng vào một ngày nọ là mặt trời, trái đất và mặt trăng thẳng hàng, và lúc này là trái đất nằm giữa nha, hồi nãy là mặt trăng nằm giữa, giờ trái đất nằm giữa nè, vậy là mình không thấy được mặt trăng. Vào thời điểm này mình sẽ không thấy được mặt trăng nữa do bị trái đất che khuất. Thì cái nguyệt thực là xảy ra vào ban đêm và trăng tròn, khi đó mặt trời, trái đất, mặt trăng cùng nằm trên đường thẳng và trái đất thì nó nằm giữa, nó chắn đường truyền ánh sáng từ mặt trời xuống mặt trăng. Vào ban đêm mà chúng ta thấy mặt trăng nhưng mà một hồi là nó sẽ không còn thấy nữa, vậy là mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng nữa. Từ đây chúng ta kết luận như thầy nguyệt thực là gì? Thì cái nguyệt thực là hiện tượng là mặt trăng tròn ban đêm bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng nữa. Đây, đây một số hình ảnh là nhật thực và nguyệt thực. Và nó có chu kỳ nha các em, chu kỳ là rất lâu mới lặp lại nha. Rồi đây, rồi cái chủ đề của chúng ta đến đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em, nhờ các em đăng ký kênh, like, share, ủng hộ thầy nhé, và đón xem chủ đề tiếp theo.